Chào quý vị và các bạn, hôm nay Trần Hoàng đang có mặt tại vùng Nouvelle Aquitaine nằm ở tây nam nước Pháp. Nói đến vùng Nouvelle Aquitaine, nhiều người dân Pháp và trên thế giới nghĩ ngay đến các địa điểm ở Dordogne, Périgord. Tại vì tại vùng đất này có rất là nhiều di tích lịch sử gắn liền với thế giới loài người trong thời tiền sử cách đây hơn 400.000 năm. Tại đây có 15 di tích được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1979. Và ở đây cũng có hơn 1.000 lâu đài được xây dựng và nằm rải rác khắp vùng. Ở vùng Nouvelle Aquitaine, ngoài những di tích lịch sử ra thì phong cảnh nơi đây cũng rất là hùng vĩ. Những dòng sông chảy xuyên qua thung lũng Vézère lúc nào cũng làm cho du khách say đắm. Cách đây hơn 5 năm khi Trường Hoàng đặt chân đến Pháp và chính thức định cư ở đất nước này, Trường Hoàng có một mong muốn là sẽ đến viếng thăm vùng Nouvelle Aquitaine. Ngoài những di tích lịch sử nổi tiếng, ngoài những phong cảnh tuyệt đẹp ở đây ra, thì vùng đất này còn gắn liền với lịch sử của triều Nguyễn. Tại sao Trần Hoàng lại nói như vậy? Tại vì tại đây, Hoàng hậu Nam Phương đã từng chọn để sinh sống, và khi bà mất thì bà được an táng tại vùng đất này. Ngoài ra thì gia đình của vua Hàm Nghi cũng từng sinh sống ở đây, và tại vùng đất này Trần Hoàng có thể viếng được mộ của vua Hàm Nghi cùng các thành viên ở trong gia đình. Hôm nay trong video clip này, Trần Hoàng mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đi viếng mộ của Hoàng hậu Nam Phương cũng như lâu đài mà Hoàng hậu Nam Phương đã từng sinh sống. Trước khi chúng ta đi viếng mộ của Hoàng hậu Nam Phương cùng với lâu đài mà Hoàng hậu Nam Phương từng sinh sống, thì Trần Hoàng xin nói sơ về lịch sử và tiểu sử của Hoàng hậu Nam Phương. Hoàng hậu Nam Phương sinh ngày 14 tháng 1 năm 1913 tại Gò Công, nay thuộc tỉnh Tiền Giang. Bà là con của ông Nguyễn Hữu Hào và bà Lê Thị Bình, và cũng là cháu ngoại của ông Lê Phát Đạt, tục gọi là Huyền Sĩ. Lúc bây giờ thì người dân Sài Gòn có một câu nói nổi tiếng, đó là nhất sĩ nhì phương, tam sườn tứ bách, tức là để chỉ ông Huyền Sĩ lúc là người giàu có nhất Sài Gòn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ thứ 20. Lúc sinh thời thì gia đình của Hoàng hậu Nam Phương sống trong một căn biệt thự ở trên đường Nguyễn Du ở Sài Gòn, và nay đó là lãnh sứ quán của nước Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1926, lúc bây giờ thì Hoàng hậu Nam Phương mới 12 tuổi thì được gia đình gửi sang Pháp để du học. Bà tới học tại trường nữ tu Đức Bà, Couvent des Oiseaux. Trường này là một trường danh tiếng ở Pháp do các nữ tu điều hành. Sau 6 năm học tập ở Pháp thì bà đậu bằng tú tài toàn phần, tức là tương đương với tốt nghiệp phổ thông trung học ở Việt Nam. Tháng 9 năm 1932 thì bà lên tàu D'Artagnan để trở về Việt Nam mình. Một điều đặc biệt đó là trong cái thời gian này, trong thời điểm này, cùng với trên cái chiếc tàu này, thì sau 10 năm học tập bên Pháp, vua Võ Đại cũng lên tàu trở về nước. Nhưng một điều nữa đó là hai người hoàn toàn không biết nhau và chưa quen biết nhau khi cùng trên một chiếc tàu để trở về Việt Nam. Năm 1933 thì vua Võ Đại lên Đà Lạt để nghỉ mát, và lúc bây giờ thì Hoàng hậu Nam Phương cũng có mặt ở Đà Lạt, tại vì gia đình bà cũng có một biệt thự ở trên thành phố này. Sau này thì biệt thự này đổi thành là dinh quận công Hữu Hào, và bây giờ đó là cung Hoàng hậu Nam Phương. Được sự sắp xếp của ông toàn quyền Đông Dương, đó là Pierre Pasquier và ông Đạt là thị trưởng của thành phố Đà Lạt, thì Hoàng hậu Nam Phương gặp vua Võ Đại trong một bữa tiệc tại khách sạn La Palace. Ban đầu thì ông thị trưởng Đà Lạt gửi thư mời cậu của Hoàng hậu Nam Phương, đó là ông Lê Phát An, cùng với Hoàng hậu Nam Phương đến tham gia bữa tiệc này, nhưng mà bà không có muốn đi. Do cậu của mình năn nỉ quá thì Hoàng hậu Nam Phương miễn cưỡng nhận lời. Do vậy bà đi đến bữa tiệc này với việc trang điểm rất là sơ sài. Bà mặc một cái áo dài bằng lụa mua từ bên Pháp để đi đến dự tiệc. Sau này khi trở thành vợ chồng thì vua Võ Đại mới nói rằng đó là chính sự ăn mặc đơn giản đó đã thu hút ông. Sau lần gặp đầu tiên thì vua Võ Đại cùng với Hoàng hậu Nam Phương thỉnh thoảng cũng gặp nhau để trò chuyện và tâm tình. Hai người có cùng sở thích và đam mê thể thao và âm nhạc. Vua Đại đó nói rằng đó là Lan có vẻ đẹp của một người con gái miền Nam thùy mị, hiền lành và quyến rũ làm ông say mê. Và trong cái cuốn sách Con rồng Việt Nam mà vua Đại viết, vua Đại đã miêu tả Hoàng hậu Nam Phương rằng đó là Hoàng hậu Nam Phương có vẻ đẹp của một người con gái miền Nam, và ông đã chọn cái từ kép là Nam Phương để đặt tên cho bà. Vượt qua mọi rào cản cũng như những sự phản đối của vương triều nhà Nguyễn lúc bấy giờ, vua Đại quyết định cưới Hoàng hậu Nam Phương. Và ngày 20 tháng 3 năm 1934, đám cưới giữa Hoàng hậu Nam Phương và vua Võ Đại diễn ra. Và trong ngày cưới thì vua Võ Đại đã tấn phong bà là Nam Phương Hoàng hậu. Sau này thì vua Võ Đại giải thích cái tên ghép, cái từ ghép Nam Phương có nghĩa đó là hương thơm của phương Nam hay là hương thơm của miền Nam. Theo tiếng Pháp đó là Parfum du Sud.
Và một đêm năm 1936 thì người dân ở xứ Huế nghe 7 tiếng súng thần cung phát ra từ hoàng thành báo hiệu hoàng hậu đã hạ sinh một hoàng tử, đó chính là Đung Cung Hoàng Thái tử Nguyễn Phúc Bảo Long. Hoàng hậu Nam Phương và vua Đài có tổng cộng 5 người con, có 2 hoàng tử và 3 công chúa. Người đầu tiên đó là Hoàng Thái tử Nguyễn Phúc Bảo Long, sinh năm 1936. Và người thứ hai đó là công chúa Nguyễn Phúc Phương Mai, sinh năm 1937. Người thứ ba là công chúa Nguyễn Phúc Phương Liên, sinh năm 1938. Người thứ tư là công chúa Nguyễn Phúc Phương Dung, sinh năm 1942. Và người cuối cùng đó là hoàng tử Nguyễn Phúc Bảo Thăng, sinh năm 1943. Từ khi Hoàng hậu Nam Phương về làm dâu nhà Nguyễn thì những việc làm của bà đã làm thay đổi phần nào những suy nghĩ của các quan đại thần, các gia đình trong hoàng tộc của nhà Nguyễn. Lúc bây giờ thì Hoàng hậu Nam Phương được đánh giá là một người phụ nữ đức hạnh, nề nếp, có đầu óc suy nghĩ, giản dị hóa trong giao tiếp và đơn giản hóa các lễ nghi phong tục ở trong cung. Bà cũng đem lại phần nào hòa khí giữa triều Nguyễn cùng với các chức sắc của đạo công giáo. Tại vì trước đây thì hai bên không ưa gì nhau và thậm chí có những căng thẳng kéo dài. Năm 1945 thì cách mạng tháng 8 thành công, vua Âu Đại làm lễ thoái vị tại Lầu Ngũ Phòng, cửa Ngọ Môn. Sau đó ông được chính phủ lâm thời của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mời ông ra Hà Nội để làm cố vấn tối cao. Lúc bây giờ thì Hoàng hậu Nam Phương cùng với các hoàng tử công chúa vẫn ở lại Huế. Bà là một người thiết tha với đất nước và muốn đất nước có một nền độc lập tự chủ thực sự. Điều này thể hiện qua việc bà tham gia vào phong trào tuần lễ vàng của Việt Minh phát động. Trong cái ngày đầu tiên của phong trào tuần lễ vàng thì bà là cái người đến đầu tiên. Bà cởi hết tất cả những nữ trang có trên người để ủng hộ cho phong trào này. Sau ngày toàn quốc kháng chiến thì Hoàng hậu Nam Phương cùng với các hoàng tử công chúa chuyển sang sống ở cung An Định. Đây là một cái cung điện được nhà Nguyễn cho xây dựng nằm ở phía nam kinh thành Huế và nằm bên bờ sông An Cựu. Chiến tranh diễn ra ngày càng ác liệt, do đó Hoàng hậu Nam Phương cùng với các hoàng tử và công chúa phải sang lánh nạn ở nhà thờ dòng chúa Quý Thế. Vào đầu năm 1947 thì quân đội Pháp hộ tống Hoàng hậu Nam Phương cùng với các hoàng tử công chúa vào Đà Nẵng. Sau đó thì cả gia đình sử dụng máy bay để đi lên Đà Lạt. Vào giữa năm 1947 thì Hoàng hậu Nam Phương cùng với các người con của mình rời Việt Nam đi Pháp. Trần Hoàng chỉ giới thiệu sơ nét về Hoàng hậu Nam Phương khi bà còn ở Việt Nam. Và bây giờ Trần Hoàng mời quý vị và các bạn cùng với Trần Hoàng đi đến làng Sạp Ghi Nhất để viếng mộ của bà cùng với lâu đài mà nơi Hoàng hậu Nam Phương đã từng sinh sống. Xin mời quý vị và các bạn. Trường Hoàng đã đến với ngôi làng Sabrignac. Sabrignac hiện nay là một ngôi làng nhỏ nằm ở nông thôn tỉnh Corrèze, vùng Nouvelle-Aquitaine, tây nam nước Pháp. Ngôi làng này có diện tích khoảng 11 km² và nằm ở độ cao 270 m so với mực nước biển và có khoảng hơn 500 cư dân mà thôi. Khi Hoàng hậu Nam Phương đến đây để sinh sống năm 1958 thì ngôi làng này chỉ có cỡ vài chục cư dân và rất là thưa thớt. Bây giờ Trần Hoàng mời quý vị và các bạn vào viếng mộ của Hoàng hậu Nam Phương tại nghĩa trang Sabrignac. Sau đó chúng ta sẽ đi tham quan lâu đài Domaine de la Perche, nơi Hoàng hậu Nam Phương từng sinh sống. Từ vị trí Trần Hoàng đầu xe đó, thì lối lên nghĩa trang nằm bên phía tay trái. Chúng ta sẽ đi lên một con dốc nhỏ vì nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi và từ đây có thể quan sát được quang cảnh ở xung quanh. Quý vị và các bạn có thể thấy hai bên lối đi lên nghĩa trang được trồng nhiều cây xanh và có các loài hoa nữa, trồng nhiều loài hoa. Trong đó thì Trần Hoàng thấy có nhiều hoa cẩm tú cầu. Đây, phía trước Trần Hoàng đây là cánh cổng chính để đi vào nghĩa trang làng Sabrignac. Trần Hoàng sẽ mở cửa để đi vào bên trong. Trước khi đi đến viếng nghĩa trang viếng mộ Hoàng hậu Nam Phương đó, thì Trần Hoàng có gọi điện cho tòa thị chính của ngôi làng này và được nhân viên đây hướng dẫn cụ thể và họ nói rằng là nghĩa trang lúc nào cũng mở cửa cả, mình có thể vào viếng mộ.
Theo tìm hiểu của Trường Hoàng đó thì một hoa hậu Nam Phương nằm bên phải, tính từ lúc chúng ta đi vào bên trong của cái cánh cửa và thuộc hàng thứ hai, và ngôi mộ nằm ngoài cùng thuộc hàng thứ hai của vị. Hàng thứ nhất đây, hàng thứ hai. Quý vị các bạn có thể thấy có rất là nhiều ngôi mộ của người Pháp sau khi mất thì được an táng bên trong nghĩa trang này. Có ngôi mộ làm bằng đá, có ngôi mộ làm bằng bê tông. Trường Hoàng có một chút hồi hộp vì chuẩn bị đến để viếng mộ của Hoàng hậu Nam Phương, vì Hoàng hậu cuối cùng của nhà Nguyễn và của Việt Nam mình. Đây thưa quý vị, bên trái của Trường Hoàng và cũng là trước mặt luôn, đây là ngôi mộ của Hoàng hậu Nam Phương, vợ của vua Bảo Đại. Một ngôi mộ quý vị thấy rất là đơn sơ. Bây giờ Trường Hoàng sẽ dâng hoa và dâng nến trước mộ của Hoàng hậu Nam Phương. Quý vị và các bạn có thể thấy là Hoàng hậu Nam Phương được an táng trong một ngôi mộ khá đơn giản. Bà là người theo đạo Công giáo nên trên phần mộ của bà có hình tượng cây thánh giá. Ở trên phần mộ thì có ba tấm bia. Trường Hoàng quay sát vào để quý vị nhìn rõ hơn. Tại vì đã gần 60 năm so với ngày bà mất rồi thì mộ bia của bà cũng không còn mới nữa. Tấm bia đầu tiên có dòng chữ tiếng Pháp màu đỏ, ghi dòng chữ đó là Ici repose l'impératrice Nam Phương, née Jeanne Mariette Nguyễn Hữu Hào, 14/11/1913, 15/9/1963. Trường Hoàng có thể dịch ra tiếng Việt dòng chữ này có nghĩa là nơi đây, nơi an nghỉ của Hoàng hậu Nam Phương, tên khai sinh Jeanne Mariette Nguyễn Hữu Hào. Bà sinh ngày 14/11/1913, bà mất ngày 15/9/1963. Một số tài liệu thì ghi Hoàng hậu Nam Phương sinh năm 1914, nhưng mà điều đó không chính xác. Bà sinh năm 1913, nhưng cộng năm với vua Bảo Đại. Ở phía bên dưới này có tấm bia thứ hai bằng đá quý vị, có dòng chữ tiếng Pháp nữa là Sa Majesté Nam Phương Imperatrice Đan Nam 1913-1963. Trường Hoàng dịch tiếp ra chữ Sa Majesté, đây một chữ tiếng Pháp dùng để tôn kính, tôn trọng các vị vua chúa và hoàng hậu ngày xưa. Đối với vua thì có thể dịch ra đó là hoàng thượng, đối với hoàng hậu thì có thể dịch ra là ngài hoàng hoặc hoàng hậu. Đó là theo cái sự tìm hiểu, hiểu biết của Trường Hoàng. Dòng chữ này có nghĩa là Hoàng hậu Nam Phương, Hoàng hậu của nước An Nam. Bà sinh năm 1913 và mất năm 1963. Hoàng hậu Nam Phương mất năm bà 49 tuổi. Đây trên phần mộ của bà, quý vị các bạn có thể thấy là có nhiều quý vị mến mộ Hoàng hậu Nam Phương, kính trọng Hoàng hậu Nam Phương, họ đã đi viếng mộ của bà ở Pháp và đặt các cái vòng hoa và các cái vật lưu niệm ở trên phần mộ của bà, có cả hoa thật và có cả hoa giả để giữ lâu nữa quý vị. Đây là phần phía bên trên mộ của Hoàng hậu Nam Phương quý vị. Và Trần Hoàng quan sát ở xung quanh mộ của Hoàng hậu Nam Phương thì đặc biệt là có trồng rất là nhiều cây xanh. Không biết mà không biết là trồng hay là được trồng hay là tự mọc, nhưng mà có rất là nhiều hoa quý vị, các cây đây ra hoa rất là đẹp. Và có quý vị nào đi viếng mộ Hoàng hậu Nam Phương và đã để lại một vật kỷ niệm ở đây
có dòng chữ tiếng Pháp ở bên dưới màu trắng. Trường Hoàng có thể đọc là Le temps passe, le souvenir reste, có nghĩa là thời gian thì trôi đi nhưng những kỷ niệm thì vẫn còn lại. Phía bên trên của ngôi mộ thì có một tấm bia bằng bê tông khắc một dòng chữ Hán. Và theo tìm hiểu Trường Hoàng đó thì dòng chữ Hán này chúng ta đọc từ phía trên xuống dưới, có nghĩa là Đại Nam Nam Phương Hoàng Hậu Chi Mộ. Thì dịch ra tiếng Việt đó là đây là mộ của Hoàng Hậu Nam Phương, Hoàng Hậu của nước Đại Nam. Và bên dưới thì có một di ảnh của Hoàng Hậu Nam Phương bằng trắng đen. Theo ông cựu xã trưởng của làng Savignac này thì khi Hoàng Hậu Nam Phương mất thì thi hài của bà được đặt trong một cái quan tài bằng gỗ, sau đó được đặt tiếp trong một quan tài bằng kẽm để chuyển về Việt Nam, nhưng mà do thủ tục trục trặc nên không chuyển đi được và thi hài của bà được an táng tại nghĩa trang làng Savignac này luôn. Có thông tin nói rằng là do không được sự đồng ý của ông Tổng thống Ngô Đình Diệm, Tổng thống của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Cũng theo ông cựu xã trưởng này đó thì mộ của Hoàng hậu Nam Phương bị đào trộm 3 lần. Thì cũng có thể là những tên trộm ở đây nghĩ rằng là Hoàng hậu Nam Phương là hoàng hậu của nước An Nam, bà cũng là người giàu có nên khi mất đi đó thì được chôn cất theo nhiều vàng bạc châu báu. Chính quyền xã ở đây có mở cuộc điều tra nhưng mà cuối cùng không có tìm ra được thủ phạm là ai. Quý vị và các bạn có thể quan sát được xung quanh mộ Hoàng hậu Nam Phương ha, xung quanh mộ Hoàng hậu Nam Phương trong nghĩa trang của ngôi làng Savignac. Hôm nay Trường Hoàng đến viếng mộ của Hoàng hậu Nam Phương và bản thân Trường Hoàng rất là xúc động. Vượt bao nhiêu cây số để đến đây để được viếng mộ của bà. Nam Phương Hoàng hậu là một người phụ nữ hiền từ, đức hạnh trong suốt thời gian là hoàng hậu của nhà Nguyễn và mãi về sau này. Bà chưa có điều gì tai tiếng và oán trách đối với triều đình. Và Trần Hoàng rất là tự hào là một trong những người đến viếng mộ của bà ở Pháp và dành cho bà một sự quý trọng và một tình cảm đặc biệt. Trần Hoàng xin trích dẫn một câu của một tờ báo nổi tiếng của Pháp, tờ Populaire. Một câu nổi tiếng đó là La belle, l'impératrice demeure dans le cœur. Có thể tạm dịch là người hoàng hậu xinh đẹp luôn ngự trị ở trong tim của chúng ta. Bây giờ Trần Hoàng mời quý vị các bạn đi đến lâu đài Domaine de la Perse. Đây là lâu đài mà hoàng hậu Nam Phương đã từng sinh sống tại làng Savignac này. Có thể thì mình không thể vào tham quan được vì bây giờ là một lâu đài tư nhân. Thì Trần Hoàng mời quý vị và các bạn cùng đi tham quan lâu đài này. Trần Hoàng đã đến với lâu đài Domaine de la Perse, nơi Hoàng hậu Nam Phương đã từng sinh sống từ năm 1958 đến năm 1963, trong khoảng thời gian 5 năm mà bà ở tại cái ngôi làng Savignac này. Trước khi đến thì Trần Hoàng có gọi điện cho một số điện thoại của lâu đài để liên lạc có thể vào tham quan được hay không, nhưng mà rất tiếc thì không có ai bắt máy cả. Nên Trần Hoàng chỉ quay được cái khu vực bên ngoài của lâu đài mà thôi. Năm 1947, khi Hoàng hậu Nam Phương cùng với các hoàng tử công chúa đến Pháp thì họ sống ở lâu đài Toulon ở thành phố Cannes, miền Nam nước Pháp. Cannes là một cái thành phố nổi tiếng, tập trung giới thượng lưu, giới giàu có. Quý vị có thể thấy được bức tường của lâu đài được xây bằng đá rất là kiên cố. Và đây là cái khu vực cổng chính của lâu đài, có hai cái cửa quý vị. Và phía trên có ghi cái bảng đó là Domaine de la Perse. Lâu đài này được xây dựng theo kiến trúc cổ. Và đây quý vị có thể thấy được bao quát được xung quanh lâu đài. Lâu đài này có hai tầng nha quý vị. Và nó nằm trong cái khuôn viên rộng đến 160 hectare. Có 32 phòng ngủ, 5 phòng khách, 7 phòng tắm cùng với các dãy trang trại, nhà kho dùng để chứa các dụng cụ canh tác và nông phẩm thu hoạch được. Xung quanh thì cũng có các cái ngôi nhà của các cư dân ở đây. Trần Hoàng không biết là khi Hoàng hậu Nam Phương về sống ở đây á, thì có hàng xóm đã sống gần bà hay chưa, hay là chỉ
riêng mình cái lâu đài của bà mà thôi. Trần Hoàng chuyển sang quay ở một cái con đường mang tên là Imperatrix, có nghĩa là hoàng hậu, địa chỉ hoàng hậu Nam Phương đó quý vị. Đây là con đường song song với con đường hồi nãy nằm xung quanh của lâu đài mà hoàng hậu Nam Phương đã từng sinh sống. Năm 1953 thì vua Đại sang Pháp và sống với hoàng hậu Nam Phương với các hoàng tử công chúa ở Cannes. Sau đó ông bị phế truất cái chức quốc trưởng và ông ở lại Pháp luôn. Một thời gian sau đó thì vua Đại không còn sống với hoàng hậu Nam Phương và các hoàng tử công chúa ở Cannes nữa. Ông chuyển đến vùng Alsace. Ông có quen một người phụ nữ Pháp, sau đó ông có con với người phụ nữ này. Đó là một người con trai. Điều này hé lộ về bí mật người con thứ 13 của vua Đại tại Pháp. Điều này Trần Hoàng sẽ nói trong phần giới thiệu về vua Đại sau. Năm 1958 thì trong một lần ông André Mauron là ông quản gia của hoàng hậu Nam Phương đó, ông này thấy được một cái quảng cáo về việc rao bán cái lâu đài Domaine de la Perse này trên một tờ báo, thì ông đề nghị với hoàng hậu Nam Phương. Lúc bây giờ hoàng hậu Nam Phương không muốn sống ở Cannes nữa, bà không muốn sống ở thành phố lớn ồn ào náo nhiệt, bà muốn sống ở vùng nông thôn yên tĩnh và tránh sự làm phiền của một vài nhà báo lúc bây giờ ở Cannes. Bà quyết định đến tham quan lâu đài này, và khi bà đến trong một buổi chiều mưa lớn đó, nhưng bà rất là thích lâu đài và bà quyết định mua, và số tiền bà bỏ ra để mua là 48 triệu franc lúc bấy giờ. Theo ông cựu xã trưởng ở làng Savignac này đó, thì hoàng hậu Nam Phương là một người phụ nữ cởi mở, quảng giao. Bà thường xuyên đi khắp điền trang để thăm thú và nói chuyện với những người nông dân. Và các dịp lễ và Noel đó, thì nhà của bà tổ chức rất là lớn. Bà đều tặng quà cho những người con ở trong gia đình, những người làm của bà và gia đình của họ. Sau 5 năm á, thì bà trở nên được dân làng quý mến nhiều hơn. Và từ một người xa lạ, bà đã để lại biết bao tình cảm và trong tâm trí của người dân ở vùng đất này. Ở đây là một cái cổng nữa đó quý vị, cũng có cái chữ La Perse đi vào bên trong lâu đài. Theo một học giả người Pháp viết trong cuốn sách Bảo Đại hay Những Ngày Cuối Cùng của Vương quốc An Nam, thì dường như thời gian sống ở điện trang La Perse là những năm tháng bình yên và hạnh phúc của Hoàng hậu Nam Phương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip Trần Hoàng đi viếng mộ Hoàng hậu Nam Phương cũng như cái lâu đài mà Hoàng hậu Nam Phương từng sinh sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip tiếp theo.